Ở đây có hai ly nước, bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở trên này luôn. Đầu tiên mình sẽ bấm on hoặc off. Màn hình sẽ hiển thị những cái con số ở nhiệt độ hiện tại. Bây giờ mình sẽ chiên vào nước. Màn hình hiển thị là nhiệt độ của ly nước này là 26,8 độ C. Thì bây giờ mình sẽ đo tiếp theo cái ly nước còn lại nha, ly nước lạnh. Màn hình hiển thị nhiệt độ của ly nước này là 13,6 độ C. Thì vừa rồi mình vừa thử nghiệm cái nhiệt kế trên hai ly nước, thì nó đã hiển thị những thông số nhiệt độ của nước. Thì công dụng của cái nhiệt kế này là mình có thể đo nhiệt độ khi mà ví dụ như mình nấu ăn, khi mà lúc mà tắm cho những đứa trẻ sơ sinh đó, thì mình có thể đo được nhiệt độ của nước để tắm phù hợp với trẻ hoặc là nấu ăn. Thì cái nhiệt kế này thì rất là phù hợp, nhưng mình rất là phù hợp đối với những người mẹ, những